Trước tình hình dịch COVID-19 dần ổn định, hôm nay 22 tháng 2, hơn 40 địa phương sẽ chính thức mở cửa trường học, đón học sinh quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hầu hết các địa phương chỉ cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học lại. Riêng các tỉnh Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang, Đắk Nông, Kon Tum, Điện Biên, Gia Lai, Lào Cai sẽ đón cả học sinh tiểu học. Còn nhiều tỉnh học sinh mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ dạy trực tiếp trên lớp cho những học sinh không học được qua mạng để bảo đảm tất cả các học sinh ở tỉnh đều có đủ số tiết theo quy định. Tuy nhiên, các địa phương yêu cầu các trường học phải thực hiện các biện pháp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, siết chặt quy trình phòng dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường.